Hello, xin chào bà con, xin chào mọi người. Mình show lên cho mọi người xem quang cảnh buổi sáng. Bà con đi biển, bà con đi câu mực về. Trời bây giờ là 6 giờ sáng, những trời sương mù nhé cả nhà. Đấy, có thuyền về được chừng này đấy, tầm 4-5 kỳ nhé cả nhà. Đấy, được 3 cái giả như thế này. Còn ngoài này là những chiếc thuyền đi ra kẹo ruộng, và có cả những chiếc thuyền đi cào con ốc lề nhé cả nhà. Rất là gần bờ. Do buổi sáng trời sương mù nên nhìn không được rõ nét lắm. Còn những chiếc thuyền này là thuyền đi câu mực về. Đây là thuyền kéo da nhé cả da. Và mọi người xem mà thuyền này được bao nhiêu mực nhé. Đây, những cái đèn pha này là đèn pha câu mực của bên mình làm luôn nhé. Cả nhà có được con ốc lề không? Ở quê mình gọi là con ốc gao. Đây là những chiếc thuyền kéo con ốc gao, con ốc lề cao hơn cả nhà. Ngày xưa con ốc lề thì rất là rẻ, bây giờ cũng được giá lắm. Bà con cao và vận chuyển vào Đà Nẵng để nhập nhé cả nhà. Đây là thuyền này vừa kéo sóng và bây giờ thắm nhá. Đấy, người ta phải tráo cái cạn đấy. Đây là cao con ốc lề nhá cả nhà. Rồi, còn đấy thì mời cả nhà xem mà. Điểm này là điểm thu mua mực. Sau khi thu mua xong là vận chuyển ngay tại để đảm bảo cho
cái mực nó được tươi sống. Và bà con đi làm vào thì cứ đem đến đây, sẽ có những cái bà này sẽ mua. Con thuyền này thì được ba cái rạ nhỏ như thế này. Đấy. Và chuẩn bị đưa lên cái điểm mà thu mua tiếp. Cứ như vậy cho cả nhà. Thả đem điện đây. Nhưng người này thấy mình quay phim mà cười rất là hững hờ. Rồi ok. Sau khi phân loại và mua xong thì có xe chở đi ngay cho cả nhà. Và ai đến sau này mình lại đem đến bán và mua tiếp. Và video mình xin dừng lại ở đây. Mình xấu lên cho mọi người xem cuộc sống ngư dân cách đơn giản và bình yên. Cảm ơn mọi người xem video. Bye bye, chào mọi người. Goodbye, hẹn mọi người ở video kế tiếp. Bye bye.